Nghỉ công việc với mức lương ổn định đã gắn bó 10 năm, Thúy Chi quyết định theo đuổi nghề bao mối chuyên nghiệp bởi bản thân đã từng sử dụng hầu hết các dịch vụ hẹn hò online, offline trước khi chọn được người chồng phù hợp. Chị nhận thấy việc hẹn hò cũng là một dạng kỹ năng và không ít người đang cần cải thiện kỹ năng này. Có những cái trường hợp khách hàng họ chưa từng có trải nghiệm hẹn hò bao giờ luôn, trong khi là độ tuổi cũng khá là lớn rồi. Có những trường hợp họ đã từng có kỷ niệm mà nó đau khổ trong chuyện tình cảm trong quá khứ, họ rất là khép kín, cần rất là nhiều thời gian cũng như là tâm sức, vừa là người tư vấn vừa là người bạn của họ, đồng hành để cùng họ tháo bỏ những cái rào cản để họ có thể bước đến với mối quan hệ mới một cách tốt đẹp. Theo kết quả điều tra của Tổng cục Thống kê Việt Nam, người Việt trẻ đang có xu hướng kết hôn muộn, cùng với đó là tỷ lệ người độc thân trong vòng 15 năm đã tăng gấp đôi từ 6,23% năm 2004 lên 10,1% vào năm 2019. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới xu hướng này. Tuy nhiên, từ câu chuyện của những khách hàng tìm đến dịch vụ bà mối, một mẫu số chung được nhắc đến không ít, đó là do nhịp sống hiện đại khiến giới trẻ không còn nhiều thời gian tìm kiếm một nửa cho mình. Mình có 11 năm ở Mỹ thì mình chỉ có tập trung vào công việc học hành và công việc sự nghiệp của mình thôi. Cho nên là mình không có thời gian tìm hiểu bạn khác giới. Mình làm việc online cho nên là mình rất ít tiếp xúc với cả xã hội bên ngoài. Mình đang làm trong lĩnh vực tài chính và mình rất là bận rộn. Khi mà chia sẻ với bà mối, cái đấy nó là cái connect về con người với con người, là về cảm nhận. Chứ không chỉ đơn giản là mình set up cho người này gặp người kia, mà set up nhưng để tỷ lệ thành công của cái buổi hẹn hò đấy nó cao nhất có thể. Với quan điểm hẹn hò, tình yêu là câu chuyện giữa người với người và chỉ có con người mới thực sự thấu hiểu và chia sẻ được. Sau gần một năm khởi động, dự án bao mối chuyên nghiệp đã tác thành nhiều cặp đôi với những trái ngọt trong việc xây dựng hạnh phúc. Khi mà mình gặp gỡ với cả vợ mình bây giờ, đấy thì mình đã nắm được profile tương đối là kỹ. Thế nên việc còn lại duy nhất đó là mình thử tìm kiếm xem là giữa hai người có thêm nhiều điểm chung nữa hay không, có cảm xúc hay không. Ở thời điểm hiện tại thì cuộc sống của gia đình mình rất hạnh phúc. Hàng ngày có nhiều công cụ hỗ trợ mọi người kết nối nhiều hơn. Tuy nhiên thực tế thì chính cái việc đó nó lại làm cho mọi người bị lười kết nối với nhau một cách trực tiếp. Đó chính là cái lý do mà vai trò của các bà mối càng ngày càng được thể hiện một cách rõ nét. Và mọi người cần người thật, việc thật hỗ trợ mình để có những cái mối quan hệ thật. Từ nhu cầu thực tế, những bà mối thời hiện đại đang được đào tạo ngày càng chuyên nghiệp hơn với mục tiêu biến bà mối thành một nghề phổ biến và được công nhận trong xã hội.